Hello, chào anh em, chào tất cả anh em quay trở lại với clip mới nhất, cầu kèo mới nhất cập nhật trên kênh Tài Xỉu Thiên Đường Ngồi Chơi của mình anh em nhá. Ok anh em, hôm nay thì mình và anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục chạy cầu kèo, lên phương pháp, lên xu hướng cầu kèo cho anh em đi, để anh em có một cái cách chơi, cũng như là công thức chơi mới nhất, hợp lý nhất, ăn tiền, ăn cầu kèo nhất. Hầu như là những cái cách chơi của mình đều rất là áp dụng, rất là hiệu quả và rất là dễ chơi, nên anh em nào cũng có thể là kiếm đúa cũng như là chơi cho mình anh em nhá. Ngày hôm nay mình đi ở trong con game tài xỉu thiên đường chơi được có nhiều game như là game bài đổi thưởng hay là game tài xỉu sóc đĩa bầu cua xịt bo quay hũ sảnh game online bóng đá và xổ số, rất là nhiều game. Thì hôm nay thì mình sẽ chạy tiếp tục chạy vào cầu kèo vào bàn tài xỉu lỗ hũ anh em nhé. Ôi vừa đi bệt này, vào sớm tí nữa bắt bệt thì ngon rồi, bắt bệt thì ngon rồi anh em ạ. Đấy, vừa vào sớm tí nữa bắt cầu bệt thì quá ngon rồi. Tranh thủ là đi ở cái bàn tài xỉu lỗ hũ này để mình chốt lúa, chốt lãi, chốt cầu kèo là mình nghỉ anh em ạ. Mình cũng sẽ không vội, cầu kèo đây thì mình sẽ không vội đâu anh em ơi. Rồi xem nào nhá, bình tĩnh anh em nhá. Cầu kèo ở đây thì khá là nhiều, bình tĩnh là có khá là nhiều bàn đây là đi cầu bệt này. Cầu bệt mà xử lý về form 2 à? Chạm form nghe vẻ thì chạm form 1 và 3 cũng ra rất là thấp. Nó rất là thấp anh em ạ. Đang rất là thấp. Nhưng đừng vì thế mà anh em bắt tiếp cầu xỉu anh em nhá. Vì cầu bệt rất rất hay đi 2-2 với 1-1 hay là 1-2. Nên đứng 2 rồi thì phát này mình bắt về tài anh em nhá. 4 củ tài. Đấy, chạm 1 rất hay như thế thôi anh em ạ. Mình đi nhiều mình biết mà. Rồi ok, bắt về tài này. Bắn về tài anh em ơi. Tiếp tục theo cầu tài đi. Nào, 4M thôi. Nay thì cầm 9 củ là vào chinh chiến trong cái bàn tài xỉu lỗ hũ này. Ăn được thêm quả hũ nữa thì ngọt rồi. Mở nào, 4 này, thấy chưa? 6, 4, 3, vũ tài cho anh em ơi. Vũ tài chưa? Cầu bệt nhé. Thề luôn, bẻ cầu bệt sở trường của tôi luôn anh em ạ. Bẻ cầu bệt là sở trường của tôi luôn đấy anh em ơi. Bẻ cầu bệt sở trường của tôi luôn, thật sự với anh em luôn. Cầu gì trên riêng mà nói rồi, cái khoản cầu bệt thì tôi cực kỳ thích, cực kỳ thích anh em nhé. Rồi ok, về cầu tài anh em ạ. Về cầu tài thì cái chạm này nó đang có cái chạm đó là con 13. 13 ở trong bảng cầu này thì đi đang nghiêng về cầu tài rất nhiều. Đây. 13 tài, 13 tài, hai phát này. 3 4 5. Đấy, 5 chưa? 6 này, 6 phát 13 nghiêng cầu tài rồi. 6 phát 13 nghiêng cầu tài rồi. Nghiêng cao nhất thì nó cũng chỉ 7 phát thôi. Nên con 13 thứ 7 này mình sẽ bẻ, nhưng mà mình bẻ nhẹ anh em nhá, bẻ chỉ bẻ nhẹ thôi. Thường thì nếu mà nó nghiêng nó vẫn còn có nhiều lúc nó vẫn nghiêng tầm 7 phát cơ. Đấy nên con 13 này mình vẫn chỉ đi nhẹ một con xỉu thôi. Nhẹ một con xỉu thôi anh em ạ. Thấy chưa? Nó vẫn nghiêng về tài này. Đấy, bị đến cái con 13 tiếp theo thì nếu mà ra xỉu thì ra con tài 13 thì chắc chắn mình sẽ all in anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ all in. Vì con 13 nếu mà nghiêng nó nghiêng căng lắm thì 7 phát rồi. Được chưa? Căng lắm thì 7 phát rồi. Rồi vậy là nó về tiếp một con xỉu đó là con tài đó, con tài 11. 13 đứng 11 chạm bệt thì hay về cầu 22, cầu 11, 12. Đấy thì bây giờ là 22 rồi thì mình bắt xỉu anh em nhá. Bắt xỉu, bắt xỉu. Bắt xỉu đây. 3M này, đấy cứ đầm tay, cứ bình tĩnh đầm tay mà đi anh em ạ. 3M xỉu anh em nhá. Chạy tiếp 3M xỉu. Chạy tiếp 3M xỉu này em ơi. Nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng từ từ mà đi. Đấy, không không có gì phải gấp căng cả anh em ạ, không có gì phải gấp căng cả. Rồi, 3M nào. Ok là MH nào anh em ơi. Thấy chưa? Bú xỉu chưa? Đấy, nó ít lên 3 lắm. Cầu bệt nó ít lên nên đứng chậm 3, đứng chậm 3 thường là cầu bệt dính rồi anh em ạ. Nên chậm 3 thường là cầu bệt dính rồi. Đấy, bú cầu xỉu anh em nhá. Bú cầu xỉu. Về luôn, nó là con chim con xỉu 4 luôn. Về luôn con xỉu 4, quá ngon anh em ạ. Về luôn một con xỉu 4 này, quá ngon này. Thì nó về cái chạm cầu 22 này, đứng xỉu 4 thì mình vẫn theo 22 anh em nhá, vẫn theo 22. Anh em cứ theo đều tay thôi, vì nó đang thiên với cầu theo đấy. Theo đều tay thôi thôi anh em ạ, theo đều tay thôi thôi.
Rồi thì đường link game mình có ghi dưới phần comment với tất cả anh em. Anh em có thể là tải game trên app về hoặc là chơi trực tiếp trên web. Anh em kiếm lúa cho tôi, đi đâu có thể kiếm lúa và học hỏi phương pháp thì có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Chỉ cần chiếc điện thoại thôi, ngày chúng ta có thể kiếm vài triệu, thậm chí là chục triệu. Cực kỳ là ngon anh em nhá, cực kỳ là ngon. Rồi và phát này thì mình bắt tiếp tục đâu đó là 2 củ 8 xíu. Được chưa? Bắt tiếp 2 củ 8 xíu. Với cách chơi của mình, luôn luôn là ăn non và luôn luôn là nghỉ sớm, đi ít, ăn chắc, hoặc bền, được chưa nào? Thấy chưa? Theo luôn mỗi quả cầu 22 ở bàn tranh này thôi cũng đã ấm rồi anh em ạ. Cũng đã ấm rồi, cũng đã ấm rồi anh em ơi. Còn gì ấm hơn, đúng không? Còn gì mà ấm hơn. Rồi ok, búi cầu xỉu anh em nhá. Rồi mình sẽ chạy tiếp form 2 anh em nhá. Vẫn đang chạy cầu 22 thì mình vẫn chạy tiếp. Rồi dẫu biết rằng là cầu này thì đang có form này 1, 2, này, 3 tách xỉu nhá. Cầu này mà chạy xỉu là cũng đúng, vì nó chạy 1, 2, 3 tách xỉu 7, 4. Form này khá là thấp. Rồi form này mình 7, 2, 2 đi. 722 đi, ở đây thì có form 1 này, 2 rồi, khả năng lên 3 đấy. 2 cặp 22 rồi và tách khỏi cái cầu bên này 4 chạm rồi, 5 chạm rồi thì khả năng 6 chạm đấy, 6 3 cặp 22 là 6 chạm rồi. Thì đến chạm thứ 7 này khả năng là nó sẽ đứng lên cầu 123 tách xỉu này. Nghi lắm. Rồi nghi lắm anh em ơi nhá. Và nhỏ thôi anh em nhá, và nhỏ thôi. Mình không được chủ quan anh em nhá, biết là theo cầu rất là đẹp nhưng mình không được chủ quan. Hoặc là những cái tay khó như này thì anh em nên bỏ rồi một bát nào anh em ơi. Thấy chưa anh em, đúng cầu 1, 2, 3 tách xỉu chưa? Ăn tiền ngay thôi chứ còn gì nữa, đúng không anh em? Ăn tiền ngay thôi chứ còn gì nữa. Chuẩn form nhá, chuẩn chạm cầu chưa? Đúng cầu 1, 2, 3 tách xỉu luôn. Đây em thấy này, đúng cái chạm cầu 1, 2, 3 tách xỉu. Ủa quá đúng luôn anh em ạ, quá đúng luôn, quá dễ dàng luôn, bắt cầu quá hợp lý luôn anh em ạ. Rồi ngày hôm nay thì mình cầm 9 củ chạy lên 18 củ và chúng ta đã chạy nhân đôi rồi thì mình cũng sẽ nghỉ thôi. Sương sương đâu đấy là mình chạy cũng khá là nhân đôi rồi đấy, thấy chưa, ok chưa? Chỉ cần 6 phiên thôi mình nhân đôi mình nghỉ, ok thế nào đấy. Thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên nếu mà anh em thích clip cũng như là bắt cầu kèo clip của mình hay thì hãy comment dưới video. Còn giờ thì thôi, có lẽ thì tôi xin phép là dừng clip tại đây. Hẹn tất cả anh em ở những clip ngày mai, anh em chúng ta sẽ bắt cầu kèo, lối cầu kèo mới nhất trong game tài xỉu thiên đường vào chơi nhá. Tạo nên một sân chơi năng mạnh cũng như là ăn tiền nhất, kiếm lúa về, mang tiền về cho mẹ anh em nhá.